Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở chủ đề 6, chúng ta học về kim loại gồm có 4 bài đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần chủ đề 7. Bắt đầu từ chủ đề 7 này chúng ta sẽ được học về hóa hữu cơ các em nha. Hóa hữu cơ. Ở chủ đề 7 này thì giới thiệu về chất hữu cơ này, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu. Ở trong cái chủ đề này chúng ta sẽ được học 4 bài và phần bài tập của chủ đề 7 nữa là 5 nha. Trước khi đi qua bài 19 thì thầy sẽ nói sơ qua về phần hóa hữu cơ một xíu. Khi mà thầy nói về kiến thức hóa hữu cơ ấy, để cho em nắm chắc một số kiến thức cơ bản để chúng ta làm được nào. Nói về hóa hữu cơ ấy thì nếu mà nói về hydrocarbon thì thường nó chỉ có hai nguyên tố, đó chính là CXHI, cái này gọi là hydrocarbon. Thì trong hydrocarbon này ở chương trình lớp 9 người ta chỉ cho em học hai cái thôi, một là ankan, hai là anken. Ankan và anken thì công thức của ankan nó sẽ là CNH2n+2, nghĩa trong đó n người ta sẽ lớn hơn bằng 1. Ví dụ chúng ta lấy n bằng 1 đi, ví dụ n bằng 1 chúng ta sẽ thế vào chỗ này, chỗ này C1, n bằng 1 đáng lẽ C1 chúng ta không biết, ta ngầm hiểu thì H mấy em, 2 x 1 bằng 2 + 2, đây là 4. Thằng này gọi là khí metan. Cái nào người ta để ngọn lửa này đó, ở ga nào em nấu ga rồi đó. Ví dụ n bằng 2 thì nó sẽ là C2H mấy, C2H6, hoặc là ví dụ n bằng 3 thì nó sẽ là C3H8, được chưa nào? Thì thằng này là metan, etan và propan. Nếu n bằng 4 thì nó sẽ là C4H10, thì thằng này sẽ là butan. Các tiếp đồng ngữ me, e, pro, bu. Còn anken thì nó sẽ là NH2n em, và n chúng ta sẽ lớn bằng 2. Ví dụ n bằng 2 đi thì nó sẽ là C2H4, đây chính là khí ethylene. N bằng 3 thì C3H6, thì đây chính là propen. N bằng 4 thì thằng này chính là buten này, C4H8. Ở trong chương trình cũ thì nó sẽ có thêm, đó chính là anken nữa. Anken thì nó sẽ là CNH2n+2, lên chương trình phổ thông ta sẽ học sau. Thì thằng này nó chỉ có liên kết đơn này, thằng này có liên kết đơn thôi, thằng này có một liên kết đôi, thằng này có một liên kết đôi. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như thầy viết C thì tất cả nó đều liên kết đơn. Trong đây, trong này á, trong hóa hữu cơ ấy, thì nhớ carbon nó sẽ có hóa trị 4. Carbon sẽ có hóa trị 4, nghĩa là một carbon này nó sẽ có 4 liên kết như này. Ví dụ CH4 thì nó sẽ là đó, CH4. Hiểu chưa? Như thế này viết này là liên kết đơn. Ví dụ cái thằng này gọi là cái mặt, gọi là mặt thẳng này, mặt thẳng. Còn ví dụ chúng ta viết như này C, như này người ta gọi là mặt vòng, được không? Còn ví dụ như là C, như này người ta gọi là mặt nhánh. Mặt nhánh ở đây có nhánh carbon này, ở đây mặt thẳng này, đây là mặt vòng này, ta hiểu thế. Và tất cả nó đều là liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị nghĩa là nó sẽ bỏ ra E để dùng chung, là bỏ ra E trong để dùng chung. Và nhớ hydro thì nó luôn luôn có hóa trị 1 và carbon thì nó sẽ có hóa trị 4. Đây là một số kiến thức cực kỳ cơ bản. Đây chính là hydrocarbon. Còn dẫn xuất hydrocarbon, ví dụ rượu chẳng hạn đi, thì nó sẽ có công thức là CXHIOZ. Ví dụ rượu chúng ta sẽ có là C2H5OH. Cái nhóm OH này thể hiện là nhóm rượu này. CH3COOH thì cái nhóm COOH này thể hiện là cái nhóm axit này, được chưa nào? Còn cái gốc RCOO R' thì đây chính là ST, được chưa? Còn các hiểu không? Thôi thầy nói vậy thôi cho nghĩa là thể hiện cái năng này nó chính là ST. Nói sâu và nói nhiều quá thì các em sẽ không biết, mà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ học rồi chúng ta sẽ biết nha. Ta đi sang bài 19, giới thiệu về chất hữu cơ. Bài này khá dài em nha. Ta đi sang ở phần câu hỏi khởi động này. Quan sát hình 19.1 và chỉ ra loại thực phẩm nào giàu chất đạm. Giàu chất đạm nghĩa là giàu protein đó, chất béo, đường bột, vitamin. Chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin là các hợp chất hữu cơ. Vậy chất hữu cơ là gì? Nhưng mà các em nhìn ở đây, như vậy thực phẩm mà giàu chất béo thì nó chính là gì? Mỡ động vật, trứng, lạc, sữa rồi đó, đúng không? Giàu đường bột ví dụ như là gạo, kho sắn, tinh bột ấy. Còn vitamin thì rau củ quả, hiểu không? Như vậy hợp chất các hữu cơ là hợp chất của carbon, các em nha, mà nó trừ ra ví dụ như CO2, CaCO3 rồi đó, trừ mấy này ra, đây chính là các hợp chất vô cơ rồi mà người ta được học, hiểu chưa? Okay. Được chưa? Rồi xong ha. Chúng ta sẽ đi sang phần thứ nhất, hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Ta đi sang phần 1, khái niệm hợp chất hữu cơ. Nến, cồn, ga, củi có thành phần chính là hợp chất hữu cơ và khi cháy là đều tạo ra khí gì? Khí CO2, gọi là phản ứng đốt cháy nha. Các hợp chất hữu cơ khác khi cháy cũng đều tạo ra khí CO2. Vậy trong hợp chất hữu cơ luôn có nguyên tố gì? Nhớ nó luôn luôn có nguyên tố carbon. Chúng ta ghi thầm thầy phần này vô. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ trừ CO, CO2, muối carbonat ví dụ như là CaCO3 chẳng hạn, làm ta trừ mấy này ra, hiểu chưa? Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò nào rồi mấy lần này chúng ta ghi chép vô, được chưa nào? Ta đọc ghi chép nắm thông tin. Ta sẽ đi sang câu số 1 này. Vì sao sản phẩm thu được khi cháy, khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ luôn làm nước vôi trong CLH bị vận đục? Tại vì ở trong cái khi mà cháy thì sản phẩm nó tạo thành CO2, mà CO2 cộng với kết hợp nước vôi trong này thì nó tạo ra kết tủa, đó chính là CaCO3. Thằng này kết tủa vận đục là thằng này này cộng với nước, hiểu chưa? Vậy đó, được nghe. Khi mà chúng ta nhớ đốt cháy sản phẩm hữu cơ thì lúc nào cái sản phẩm của nó cũng đều có chứa khí CO2, các em hiểu chưa nào? Nên nó làm luôn luôn làm nước vô trong bị vần đục là như vậy. Cái vần đục ở đây đó chính là cái kết tủa CaCO3, muối canxi carbonat, hiểu chưa? Ok, ta xem phần vận dụng này. Bánh mì chuyển sang màu đen khi bị đun nóng ở nhiệt độ cao, giải thích hiện tượng trên. Cho nên là nếu chúng ta quên, đã làm việc gì quên mà chúng ta quên canh thời gian thì ngay lập tức nó chuyển sang màu đen ngay. Tại vì thành phần chính của bánh mì là gì? Là tinh bột với đường, tinh bột với lại là đường để mà làm nên cái bánh mì này, đúng không? Mà tinh bột với đường ấy, thì nó chính là hợp chất hữu cơ. Vì vậy khi mà người ta đun nóng bánh mì nhiệt độ cao ấy, thì bánh mì chuyển sang màu đen do các phản ứng phân hủy tinh bột và đường để tạo thành. Ở đây là gì? Màu đen này, cái màu đen đây này, cái màu đen này chính là carbon, là than. Ví dụ như chúng ta có thể làm cái thí nghiệm, nghĩa là đưa đường lên trên chảo, đầu tiên chúng ta nấu thì nó sẽ chuyển sang màu, đầu tiên đường là màu trắng chuyển sang màu vàng, chúng ta nấu ở nhiệt độ cao tiếp tục nấu tiếp thì chuyển sang màu đen, thì lúc đó nó chính là than, em hiểu chưa? Đây nghe, được chưa nào? Cái màu đen nó chính là chuyển sang thành than rồi đấy. Nên là khi mà ta nấu ăn mà ở nhà mà tốt nhất cũng đừng làm thí nghiệm ở nhà các em, sợ nó cháy nổ các kiểu ha. Những cái này thì giáo viên trên trường sẽ làm mà để các em thấy thôi, đừng mà về mà tự ý rồi làm ở nhà thì sẽ gây cháy nổ thì hậu quả nó không lường các em, hiểu chưa nào? Ta đi sang phần 2, phân loại hợp chất hữu cơ. Thì dựa vào thành phần phân tử, các hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại theo sơ đồ ở hình 19.3 nha. Đây nghe, nó gồm hai loại giống như nãy thầy nói, đó chính là hydrocarbon với lại là dẫn xuất của hydrocarbon. Hydrocarbon thì nó chỉ có carbon và hydro thôi, nghĩa là nó chỉ có carbon và hydro thôi. Còn dẫn xuất hydrocarbon thì ngoài carbon và hydro ra thì nó có thể có thêm là oxy, nitơ với clo. Nhưng mà chủ yếu là người ta sẽ gặp là oxy thì nhiều, chứ còn nitơ, clo này thì nó thực sự là chúng ta lên chương trình phổ thông chúng ta sẽ được học nhiều, ví dụ như là phân ure rồi các kiểu này nọ ha. Chúng ta cũng sẽ được học về phân bón, nhưng mà nói chung là ở cái tầm gọi là mức cực kỳ cơ bản và tầm thấp thôi, chứ không đi chuyên sâu như ở chương trình phổ thông. Chương trình phổ thông chúng ta cũng sẽ học về vô cơ và hữu cơ các em nhé. Chúng ta đi sang phần câu 1 này, chỉ ra trong các hợp chất hữu cơ trong những hợp chất sau. Đây, thằng này là hữu cơ, thằng này hữu cơ, thầy sẽ khoan nhá. Thằng này hữu cơ này, thằng này vô cơ này, thằng này hữu cơ này, thằng này vô cơ, đây là muối à, rồi hữu cơ, ba này là hữu cơ này, còn hai này là vô cơ này, được chưa? Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo, được chưa nào? Rồi, ta sang phần 3, đó chính là hóa học hữu cơ nha. Hóa học hữu cơ thì các em nhìn ở bên đây này, các ứng dụng của nó rất là nhiều này, thuốc này, cao su này, bút này, nhiều các kiểu đồ ha. Chính là về phần hóa hữu cơ thì từ đầu thế kỷ thứ 19, đây là 19 này, hóa học hữu cơ được tách ra thành một chuyên ngành trong hóa học chuyên nghiên cứu về hợp chất hữu cơ, chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, nhiều loại thuốc chữa bệnh, vitamin nữa là sản phẩm ngành hữu cơ. Đây là sản phẩm của nó này, được chưa? Rồi, về cái phần 2 và phần 3 về đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì thầy chắc có lẽ thầy sẽ quay cho các em ở trong clip sau nha. Bài này thầy quay trong 2 clip, chứ nếu mà quay trong 1 clip thì nó dài lắm em, nên thầy phải chia ra nha. Chúng ta nên đọc trước để nắm thông tin rồi trả lời các câu hỏi mà người ta đưa ra trước đi. Trong video sau thầy sẽ quay để em xem. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hoa lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.